Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm qua và ngày hôm nay, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ vẫn duy trì trời nhiều mây, âm u và có mưa nhỏ. Kèm theo đó là những luồng gió đông bắc tiếp tục tràn xuống và duy trì với cường độ mạnh cấp 4. Còn tại khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, thì trường gió đông bắc hoạt động mạnh hơn, đạt cấp 4, có lúc cấp 5. Hiện nay thì bộ phận không khí lạnh ở phương Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và dự báo chiều tối và đêm nay thì bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm nay, gió đông bắc trên các vùng biển này sẽ lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Thời tiết sẽ dần chuyển xấu, không thuận lợi cho hoạt động hàng hải. Lùi sâu xuống phía Nam thì trên ảnh mây vệ tinh cho thấy rãnh áp thấp đi ngang qua khu vực phía Nam của Biển Đông đã suy yếu. Vùng áp thấp trên khu vực Vịnh Thái Lan đã di chuyển hẳn sang phía Tây và không còn tác động đến khu vực này. Do đó mà trên khu vực vùng biển phía Nam của Biển Đông trời sẽ giảm mây, thời tiết sẽ đang tốt dần lên với trường gió Đông Bắc có cường độ vừa phải, đạt mức cấp 4 có lúc cấp 5. Và sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ thì trong 24 giờ tới, tại đây trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù với tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Đông Bắc tại đây hoạt động với cường độ mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, tạo ra những con sóng cao lên đến 3 mét, biển động, thời tiết không thuận lợi cho hoạt động hàng hải trên biển. Còn tại vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ thì dưới tác động của không khí lạnh tăng cường nên trên vùng biển này trời vẫn còn nhiều mây, có mưa rào rải rác. Chiều nay thì gió Đông Bắc tại đây sẽ mạnh cấp 4, cấp 5 và tới tối và đêm nay thì sẽ tăng dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét, biển động, bà con ngư dân không nên ra khơi hoạt động vào thời điểm này. Tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, chiều và tối nay tại đây gió vẫn duy trì mạnh cấp 4 và sóng biển cao dưới 1,5 m, mưa rào nhẹ ở diện vài nơi. Tới đêm thì gió đông bắc sẽ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6 với sóng biển cao lên từ 2 cho đến 3 m, mưa sẽ tăng dần, nhiều nơi có thể sẽ có mưa vừa mưa to với tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển này bao gồm cả đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn cần chủ động có kế hoạch cho tàu vào bờ trước khi biển động. Tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý, tại vùng biển này ở nằm xa nên là sẽ chịu tác động của không khí lạnh muộn hơn và yếu hơn, nên đêm nay tại đây có gió đông bắc mạnh cấp 4, ngày mai sẽ tăng lên cấp 5, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét, có mưa rào ở một vài nơi, thời tiết nhìn chung vẫn còn thuận lợi cho hoạt động hàng hải. Còn tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo, gió đông bắc tại đây hoạt động với cường độ mạnh cấp 5, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Thời tiết thuận lợi cho hoạt động hàng hải diễn ra trên vùng biển này. Tuy nhiên thì tàu thuyền vẫn cần lưu ý là trong tối nay trời sẽ có mưa rào và dông làm giảm tầm nhìn xa xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km. Sang đến vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, do có vị trí bị che khuất bởi đất liền, thế nên tại vùng biển này sẽ ít chịu tác động bởi khối không khí lạnh. Vì vậy mà trong đêm nay và ngày mai, nơi đây sẽ thịnh hành đới gió đông bắc đến đông với cường độ yếu, chỉ khoảng cấp 3, cấp 4. Mưa chỉ diễn ra ở diện vài nơi với tầm nhìn xa thông thoáng. Thời tiết rất thuận lợi cho bà con ngư dân ra khơi và các chuyến du lịch ra thăm đảo. Còn đến với vùng biển Vịnh Thái Lan, trong đêm nay trời vẫn còn nhiều mây, có mưa rào rải rác. Riêng tại vùng biển phía Tây khu vực Vịnh Thái Lan thì vẫn cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Sang đến ngày mai trời sẽ giảm mây, mưa giảm xuống diện vài nơi và tầm nhìn xa thông thoáng. Gió đông mạnh cấp 4, sóng biển cao dưới 1,5 m, thời tiết thuận lợi cho hoạt động hàng hải. Trở ra khu vực phía Bắc của Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, từ tối ngày hôm nay thì do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên gió đông bắc trên vùng biển này sẽ mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 và sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Thời tiết không thuận lợi cho bất cứ hoạt động hàng hải nào. Vì vậy, tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi vùng biển này cần nhanh chóng tìm nơi trú tránh gió mạnh. Còn tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc thì cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên gió trên vùng biển này có hướng đông bắc với cường độ mạnh cấp 5, sau sẽ tăng lên cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động, thời tiết cũng không thuận lợi cho hoạt động hàng hải. Tại khu vực phía Nam của Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây, do nằm ở xa về phía Nam nên vùng biển này sẽ bị tác động mượn hơn và mức độ ít hơn của không khí lạnh tăng cường. Vì vậy mà đêm nay, ngày mai thì gió đông bắc tại đây chủ yếu hoạt động với cường độ mạnh cấp 5, mưa rào và dông diễn ra ở diện vài nơi và tầm nhìn xa trên 10 km. Thời tiết nhìn chung tương đối thuận lợi cho việc di chuyển và hoạt động của tàu thuyền.
Tới đây bản tin thời tiết biển ngày 24 tháng 11 cũng xin được khép lại. Chúc bà con ngư dân có những chuyến ra khơi an toàn và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại cho các bản tin thời tiết tiếp theo.